Clip hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến các bác một dãy bên này là dãy dòng loa Buxel, loa Onkyo Buxel 140W một đôi, trở kháng trung bình từ 4 đến 5, 6, 8 ohm. Tất cả cái dãy này đôi nào cũng 140W luôn ạ. Dòng này thì các bác đã lấy của em rất nhiều, em phải nói luôn là bán rất là nhiều, quá nhiều luôn cho các bác rồi. Và các bác cứ cho em xin lời bình là đôi loa này có hay không, với tầm tiền nó có hay không. Nghe nhọc nhạc Bolero, nhạc trữ tình, nhạc hai en, dòng hai en được, hoặc là phối ghép thêm lời cho những bộ dàn cao cấp, các bác thấy hay hay không? Em khẳng định là quá hay, với tầm tiền hơn 1 triệu không có đôi loa nào lại được trong dòng này nhé. Bác nào bảo đôi loa này không hay em không bán hàng luôn đấy, chỉ hơn 1 triệu một đôi thôi. Ở bên trong kia là tủ đài thì đang lắp cho các bác vừa về. Ngoài ra thì đây vẫn không quên là hỗ trợ cho các bác các điều kiện kinh tế còn khó khăn, là những chiếc giàn nó chỉ có 100-200 nghìn, 100-200, 300-400 tùy, có những cái nó có giải mã nó khác đấy. Để em cứ bất lọc cho các bác nhé. Bác nào không muốn xem cái clip giới thiệu cái dòng giàn ít tiền này thì bác chuyển sang bài khác của em, chứ đừng có bình luận không hay, bình luận những cái câu nó không hay nhé. Nhiều bác cứ chê bài không hay đâu, bình luận những cái bộ giàn này mày bán cho chó rồi ai dùng thế, nó các bác lắm tiền thì bác dùng cái cao cấp nhé. Nên em không muốn nói lại cái này nhiều, nhưng em không thích như thế, để em muốn nói như thế để em nhắc trước các bác, bởi vì là các bác lên các bác bình luận mà nhiều người, những cái bộ giàn này em đăng lên cái hết, cứ đăng lên cái lại hết. Thế bây giờ các bác bảo bán cho chó dùng thì các bác nói thế không được, nó rất là phản cảm. Không may đấy, anh dối dính anh em nhà mình, bố mẹ hay là chú bác nhà mình dùng thế là chó hết à. Nên bác thông cảm nhé. Đây là em cái này em không muốn bán đâu, nhưng mà em vẫn phải cố gắng để phục vụ những bác có không có điều kiện nhé, ít tiền. Rồi sau đây em sẽ quay cái dòng loa này trước. Đối với dòng loa này thì báo cáo các bác là các bác có thể nghe độc lập nhé, nghe độc lập cho những bộ dàn mini hoặc cấy ghép vào những bộ dàn âm thanh đang thiếu lời. Ngoài ra thì nghe độc lập là gì? Còn đôi loa này chất bát nó rất là dày, dày và hay. Em khẳng định là đôi loa này không hay em không bán hàng luôn, với tầm tiền nó vượt xa nhiều đôi loa không theo lại được, nhiều đôi loa không theo được lại. Mức trung bình của nó chỉ tầm 1 triệu, 1 triệu 2, 1 triệu 3, 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi, tùy đời loa, tùy các màng thiết kế của từng màng loa và tùy độ đẹp của loa, thế cho nó nhanh nhé, tùy độ đẹp của loa. Thì sau đây em xin phép được đọc số thứ tự, em ghi số cho đấy thôi, số này và công suất thì em xin phép là không được nói, không phải nói nữa, vì công suất tất cả những đôi loa ở đây đôi nào cũng 140W, riêng công suất em không nói nữa ạ. Còn đây là tất cả đều là loa Onkyo, Onkyo hết. Bây giờ em chỉ đọc là trở kháng, model và hình thức màng giấy hay màng gì, màng ke van hay màng gì. Có nhiều bác bảo đây không phải màng ke van, có những bác hướng dẫn em bác bảo là đây là màng carbon, thì carbon hay ke van thì các bác tham khảo hộ em. Còn chất âm thì khỏi phải chê, tép đóm tất. Đấy, sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác này lần lượt từng mã nhé, từng mã luôn, có giá luôn, mã luôn. Những đôi này không hay em không lấy tiền các bác luôn. Những cái đây có đôi 4-5 đôi này. Cái kích thước nó thì gọn hơn những dòng loa này, nhưng cái chiều dài, chiều sâu của thùng loa thì nó lại dài hơn rất là nhiều. Đấy, nó bù đi bù lại. Và chất và công suất thì y như nhau nhé. Đôi số 146. 146 này, giá 1.100.000. Báo cáo các bác là con này nó thiết kế nhé, tất cả nhé, em chỉ giới thiệu qua bác này. Gỗ chắc nịch. Các bác không cần phải mua nhiều đâu, chỉ cần duy nhất một cái này, một cái đầu thôi. Bác nghe nhạc Bolero trữ tình ở nhà phòng tầm 3m² đổ lại, không hay em không lấy tiền các bác nhé. Dòng này không hay em không lấy tiền luôn, thế thôi cho nhanh. Tất cả loại đây số 146 1.1 triệu, số 145 đây cũng 1.1 triệu nhé. Màng gân cao su, màng giấy, màng giấy nhìn nó thiết kế này rất là đẹp nhé, màng giấy. Tép đom tất cả đều là tép đom, giờ tép đom hết ạ. Về phía sau đây. Phía sau trở kháng con này là 5 ohm, hai đôi này 5 ohm hết, 5 ohm lỗ thông hơi phía sau hết ạ. Lỗ thông hơi phía sau được chưa? Tất cả dòng này đều có lỗ thông hơi hết, bởi vì chất bát nó rất là mạnh nên là không có lý do gì không có lỗ thông hơi. Sang đến số đôi 144 143, hai con này thì màng ơi, ba con 147 này, 147 này, 144 này, 143 đều là giá 1.400.000. Tất cả cái màng này thì bác thì em nói là màng ke van, thì nói chung là nó gọi là ngôn ngữ trên âm thanh. Còn thì có bác thì hướng dẫn em là đây là màng carbon, thì các em zoom gần cho bác nhìn xem này, thì đó là màng gì các bác cho em xin một vài lời.
vì nói chung là học cái này thì cũng tham khảo cho các bác thôi. Bác thì bảo màng carbon thì em thì cũng em cũng nói là cả carbon, cả đây rồi cả khe van. Nói tóm đi tóm lại là bây giờ nhà thiết kế thì các bác vào bác tìm hiểu giúp em, cho em Tuấn hỗ trợ giúp em cái để em xem nó là màng gì nhé. Đây đấy, carbon hay khe van gì đấy. Thì đối với những dòng màng này thì nó chất âm thì với dòng này nó không khác gì nhau nhé. Chất âm nó hay cất công suất như nhau, nhưng nó về cái màng này thì nó sẽ cao tiền hơn những cái màng giấy này. Nhưng chính thức nghe màng giấy có cái ấm mềm hơn thì chả biết đâu. Nói tóm đi tóm lại là em bán hàng thì em nói chung là về cái chuyên môn về âm thanh của em thì nó cũng còn kém, còn thấp lắm. Em chỉ biết là ôi thôi, em nhập được những món hàng là nhiều mà hàng đẹp này về, đọc thông số, đọc mã, đọc tên cho các bác và giá mềm mại cho các bác là ok, là cho bác dùng. Còn đâu các bác nghiên cứu và hỗ trợ giúp em. Giá 1.4 triệu, 1.44, 1.43, 1.47 đều giá 1.4 triệu. Và công suất trở kháng là tất cả ba con này đều trở kháng 4 ôm. Bác nào điện thông cảm, trở kháng 4 ôm. Sang con 121 giá 1.5 triệu. Giá 1.5 triệu cũng màng đấy, màng nó màng này thì các bác nhìn xem hộ em. 121. Đấy. 121. Các bác nào gọi số này không được cho em thì gọi sang số 0908 222 81999 cho em nhé. Gọi em nghe, bởi vì em đang quay bài như này không thể nghe được, hoặc là nhắn tin vào thôi. Nếu mà đang như này thì nhắn tin vào số điện thoại cho em nhé. Nhiều bác nhắn vào Zalo không nhớ để trả lời hết đâu nhé, nhắn vào điện thoại cho em, bởi vì Zalo em bán hàng 10 năm rồi nên là Zalo tin nhắn không biết ai và ai mà trả lời đây. À đôi số 121. 121 em ơi. Ôi. À 121, 122 đi rồi. À thôi thôi, không được. Giá đều 1.5 triệu thôi. 121, 122 đều 1.5 triệu, trở kháng đều là 4 ôm. Cho anh cái điện thoại ra kia cái. Kêu đau đầu quá. Cho trong nhà đi. À 123, 124. 123 mà vỏ màu vàng. Con này lại hay này, hay cái là lỗ thông hơi phía trước này. Bác nào gia đình nào căn phòng nó hẹp ấy. Đây nha các bác nhé. Cái này lại bụi đi chứ không phải nó bị đâu lau cái hết nhé. À, căn phòng nó hẹp thì bác lấy những con này cho em. Để về các bác đẩy sát hết vào trong tường cho em. Để sát lại trong tường nhé. Thì lỗ thông hơi phía trước. Con này là 123 giá 1.2 triệu. Trở kháng 6 ôm. Đấy. Con 124.5 triệu, trở kháng 4 ôm. Trở kháng 4 ôm cũng màng carbon hay kevan thì đây này. Đấy. Hàng đẹp lung linh. Con số 125 1.3 triệu. 1.3 triệu, tại sao nó cao hơn con kia? Lỗ thông hơi phía trước là 1. Hay là chất vỏ, chất gỗ nó khác. Đẹp keng như này các bác này. 125 1.3 triệu. Chưa, trở kháng 5 ôm. Sang con 126 giá 1.5 triệu, trở kháng 4 ôm. Trở kháng 4 ôm. Đa số những dòng màng carbon hay kevan này này đều là trở kháng 4 ôm. 4 ôm hết ạ. Sang đến con hai con này giống hệt nhau nhá. Nó là một con 127 và 133 đều giá 1.2 triệu. 127 và 133 đều giá 1.2 triệu. Trở kháng 6 ôm. 133 và 127 trở kháng 6 ôm. Hai con này đều lỗ thông hơi phía trước. Được chưa? 1.2 triệu lỗ thông hơi phía trước. Dích thích hợp cho những căn phòng chật hẹp, có nghĩa là loa phải đẩy sát tường hoặc là những đôi loa này phải treo lên tường. Những đôi loa có nhiều phòng các bác không có chỗ để, bác phải treo lên tường thì bắt buộc bác phải dùng những đôi loa này. Còn bác treo những cái đôi loa như thế này mà lỗ thông hơi phía sau, đôi này thông hơi sau là nó bịt nhá. Bác chú ý nhá, đừng bịt cái lỗ thông hơi này của nó vào. Bịt cái lỗ thông hơi này của nó vào nó dồn bát, nó không ra gì đâu. Chơi âm thanh nó quan trọng căn phòng thế thôi. Đấy. Sang tiếp tục là đôi số 128, 129. 128, 129. Này. 128 em báo trước nhá. 128 trở kháng 4 ôm. Giá 1.5 triệu. Màng cũng carbon hay carbon đây. 128 đẹp lung linh rồi. Sang 129 và 130. Hai con này giống hệt nhau. Lỗ thông hơi phía trước, rất tiện cho các bác treo tường nhá. Đấy, 129 và 130. Con 129 là 1.100.000, con 130 là 1.200.000. Hai con này đều trở kháng 6 ôm. Nhưng tại sao lại có một con 129 là 1.100.000 là nó bị một cái chấm này. Đây, nó chấm một chút đây. Cái này em đã nói với các bác rồi là có thể dán cái tem bảo hành vào đây cái là hết. Không lộ đâu, nhưng mà em không muốn dán, em muốn để như thế để cho các bác biết chứ dán vào đây khác gì lừa các bác, giấu quá nhé. Không dán, dán tem bảo hành là hết luôn, lấp hết.
sang hai đôi này. Hai đôi này màu giống hệt nhau, hình thức giống hệt nhau. Đó là 136 và 134, giá đều 1,5 triệu. Trở kháng chắc chắn là 4 ôm rồi, cả hai con 4 ôm. Đấy, cả hai con đều 4 ôm. Sang một con 137 và 138, giá con 137 là 1,3 triệu, 138 là 1,5 triệu. Hai con này đều trở con 137 này trở kháng 5 ôm. Con 138 này trở kháng 4 ôm. 138 trở kháng 4 ôm. Tại sao thế? Con này là màng giấy này, con này là màng carbon hay là caravan gì đây. Và đặc biệt con này lại có lợi là lỗ thông hơi phía trước, lỗ thông hơi phía trước nhá. Lỗ thông hơi phía trước vỏ cực kỳ đẹp luôn, đẹp lung linh luôn. Giá 1,3 triệu, cái gì nó cũng có mức giá của nó các bạn, không phải tự nhiên giá thế đâu. Sang đến con 131 màu vàng, lỗ thông hơi phía trước, giá 1,2 triệu. Trở kháng con này 6 ôm. Còn đôi này, cầm cho mượn cái bút đây, cho đôi này đây. Còn đôi 132 và đôi 132 có giá 1,3 triệu. Giá 1,3 triệu đó là trở kháng 6 ôm. Con này rất là đẹp nhé. Đẹp từ vỏ. Để trước về sau, để đây để tiếng viết. Trước về sau. Đấy, lỗ thông hơi đây. Lỗ thông hơi phía trước rất tiện cho bác nhé. Treo phòng, treo tường thoải mái. Chú ý của em là chỉ những con này mới được treo tường nhá. Con nào cũng treo được, những con này treo phải để hở đáy lưng ra. Nếu mà nó sát tường quá, nó cái chất bát nó ra, nó đập người vào tường, đập người vào tường là không được đâu. Nó không hay. Không hay. Chú ý hộ em ạ. Có nhiều bác là bác không để ý về bịt ngay vào treo biến vào tường, bịt lỗ thông hơi đằng sau, đánh cái bát nó cứ vù hỏng hết. Kém nhá. Giá một số 132, giá 1,3 triệu này. Số 305. Giá 1,4 triệu. 305 giá 1,4 triệu là tại sao ạ? Đôi loa này đã bán đi rồi nhá. Nó là 1,5 triệu nhưng nó bị sờn một tí đây này, nhưng nó không ảnh hưởng, nó phía bên hông. Cái này thì chút em chấm keo, con này đã bán đi, có khách đã bán đi rồi, gọi là bỏ bom đấy bạn, bỏ bom nên em giảm 1,4 triệu. Đã gọi bỏ bom thì cho 1,3 triệu đi. 1,3 triệu, thật ra là bỏ bom em đã mất tiền cước rồi nên em không thích thế. Quen tin tưởng các bác, nhưng các bác ấy không nhận cọc gọi cho quay về, vì cái số này là số từ lâu rồi. 305, bác nhớ hộ em nhé. 1,3 triệu con này trở kháng 4 ôm. Đặc biệt là cái đôi vừa đây nữa này. Đấy, đôi vừa đây em cứ cho là cái đôi này là cái đôi độc nhất đi. 111 đi, đôi nhất đi. Tại sao thế? Đôi này hay lắm đấy các bác ạ. Trong này đôi này nó khác hết những đôi kia nhá. Nó khác hết những đôi kia đấy các bác ạ. Nó không giống đôi kia đâu. Công suất thì vẫn như vậy, nhưng thiết kế và chất nó khác như đôi kia. Đôi này nó có giá là 1,6 triệu nhé. 111, 1,6 triệu. Thật nó chỉ nhảy hơn một chút thôi, nhưng nó sẽ khác những đôi kia nữa. Là nó thiết kế cho những bộ dàn nó to hơn, khủng hơn, trung hơn. Đấy. Đấy, nó khác hơn đấy. Tiền nào? Đấy, tất cả trong này chỉ có một đôi này thôi. Số 111 giá 1,6 triệu. Con này trở kháng 5 ôm. 5 ôm. Sang đến con 142 giá 1,2 triệu. Vẫn lỗ thông hơi phía trước được chưa? Đẹp lung linh chưa? Được chưa? Đấy, trở kháng 6 ôm. Con 141 giá 1,5 triệu. 140, 141 giá đều 1,5 triệu, giống hệt nhau. Con này, hai con này trở kháng đều 4 ôm. Vừa rồi em giới thiệu đến các bác một số mã loa. Còn tủ đài thì báo cáo các bác đây, tủ đài đây. Đối với những chiếc tủ đài như thế này, những chiếc tủ đài màu vàng này thì có mức giá, tủ đài kèn màu vàng này có mức giá là 7,9 triệu. Còn tủ đài có vỏ màu đen kia nó không khác gì nhau, chất âm như nhau hết. Nó sơn màu đen, em nhập về nó giá nó thấp hơn được 1 triệu thì là giá 6,9 triệu với màu đen. Bác nào hợp mệnh màu đen thì bác lấy màu đen, chả có sao cả. Màu đen 6,9 triệu, màu vàng 7,9 triệu. Đấy, vừa về đây nhiều bác hỏi tủ đài quá, nói thế cho nó nhanh. Bác nào thích con số nào đây, bây giờ em xếp thứ tự này nhá, xếp thứ tự đi. Em ghi luôn cho nó nhanh này. Con này là 1 này, 6,9 triệu này,
169 này. Con này con số 1 6 triệu 9 này. Con số 2 này 279 này. 27 triệu 9 này. Con số 3 7 triệu 9 này. 379 này. 7 triệu 9 này. Số 4. Số 4 6 triệu 9. 469 nha. Con số 4 6 triệu 9. Ok chưa? Con số 1 6 triệu 9, số 2 màu vàng 7 triệu 9, số 3 màu vàng 7 triệu 9, số 4 màu đen 6 triệu 9. Ok, em chào các bác.